Chớ nước kia đấy. Qua ở trên cái đó hồ. Chớ nước kia chưa? Chớ nào? Trời ơi, nhà nhà mà. Chỗ đến đâu? Trên đây. Tối một tối chết liền rồi. Nhớ một cộng hung cái. Thằng. Cầm chết đất ngu đừng. Dạ anh kia. Dạ. Tha. Là nói. Đấy. Nó đang chuyển lâu á. Giờ nè, nhớ một cái không một cái này. Ừ. Đây hai. Ba cháu. Khi bài mà chia bên tiên lấy heo nè, bên chị, bên mẹ cho bạn tiên còn gì. Nay sao ở nhà quận ba vậy? Ừ. Xe cũng mấy giờ em? Giờ em nó giàu qua 8:10 luôn. Mới chuyển tiền luôn rồi. Vậy là cho em không chuyển tiền qua giờ nó không nhận em hả? Ừ. Chuyển có thế luôn hả? Ừ. Vậy mà mấy đứa nó có thế rồi, lại này chết lấy nó chuyển ở đây. Đi bộ. Vừa đi. Nó chuyển tiền ở lại tiền trước à, biết đâu. Sao mày gọi tao tướng là mày ở trắng rồi vậy? Không, 10 vô em nói cậu mà đặt đưa chuyển tiền nó luôn mà. Lấy chuyển. Thế là em có thể chuyển. Sao không có? Ừ. Chuyển. Chuyển để gặp 300, nó nói 300 rồi lên xe nó thu 500 nữa. Là giờ ai cũng gặp là nó không nhận đấy. Ừ. Con lấy hết bài đẹp rồi lấy gì đánh phát cho đẹp cho em. Cậu quýnh bài không? Thì gì ông chính ông đào tạo cho ông khó. Thôi, ông chính đào tạo cho ông khó anh Giang có. thì bài Giang bạc lận mà. Anh Giang còn đỡ thua ấy. Nhưng mà cần báo rồi thì. Sao bấm dí hoài? Dọn nhà gì hay? Nhà mai khai trương. Hồi mai, mai ngoái. Mai mùng 9. Bác đưa cậu kia chiều bánh bay vô, mẹ anh Giang á.